Thưa quý vị, thấm nhuần lời dạy của Bác, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất. 5 năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã phát động triển khai nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả, phong trào thi đua quyết thắng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thành phố Bắc Giang vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Để phong trào thi đua quyết thắng ở lực lượng vũ trang thành phố Bắc Giang đạt được nhiều kết quả cao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, cùng các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang. Hàng năm, đơn vị có nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo về các hoạt động về phong trào thi đua, chỉ đạo cho cơ quan chuyên môn xây dựng các kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên và phong trào thi đua đột kích hàng năm. Qua các đợt phong trào thi đua đã tạo được sự động lực, khí thế, tạo sự đoàn kết đối với cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang thành phố đã phát huy được sức mạnh của lực lượng vũ trang trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương. 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng ở lực lượng vũ trang thành phố đã trực tiếp góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện chặt chẽ hiệu quả Chỉ thị số 1535 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về thực hiện chi bộ 4 tốt 30 gắn với thực hiện chủ trương 3 đề cao 5 chống, tập trung xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao. Đặc biệt, phong trào đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của đơn vị. Như trong các đợt cao điểm, lễ Tết, các sự kiện trọng đại, xây dựng lực lượng thường trực dự bị động viên, dân quân tự vệ, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng chính trị. Công tác huấn luyện được lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ. Công tác diễn tập trong khu vực phòng thủ luôn được quan tâm, chỉ đạo đạt hiệu quả cao nhất. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đều hoàn thành xuất sắc. Trong 5 năm qua, đã tuyển chọn được 860 công dân nhập ngũ hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Lễ giao nhận quân hàng năm đã thực sự trở thành ngày hội tòng quân với nhiều hoạt động ý nghĩa. Thực hiện cái kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm ấy, thì Ban Chỉ huy Quân sự phường Sương Giang ấy, tập trung tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban, lãnh đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, Nghĩa vụ phường chỉ đạo đến các tổ dân phố thực hiện công tác quản lý, đăng ký, thực hiện từng bước các cái quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, nên là kết quả hàng năm là công tác tuyển quân của phường Giang đạt kết quả rất cao. Trong đó thì có những năm đến 9-10 đơn tình nguyện thanh niên nhập ngũ. Lực lượng vũ trang thành phố còn luôn khắc ghi truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Nhiều hoạt động ý nghĩa được thực hiện như thăm hỏi tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa đồng đội, chi trả trợ cấp bệnh hiểm nghèo, đã góp phần cùng thành phố thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố còn luôn coi trọng xây dựng và nhân rộng các tập thể điển hình, cá nhân tiêu biểu cùng các phong trào thi đua. Chú trọng việc phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình để từ đó mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố ý thức hơn, trách nhiệm hơn trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng. Trên cương vị là một trợ lý quân lực thuộc Ban Chỉ huy thành phố làm thực hiện nhiệm vụ là động viên và tuyển quân, thì sau khi được tổ chức giao nhiệm vụ thì bản thân cũng đã nghiên cứu trên cương vị chức trách, thì trước tiên bản thân luôn tích cực học tập nghiên cứu các nội dung liên quan tới công tác động viên và tuyển quân, học tập thủ trưởng các cấp, đồng chí đồng đội trong cơ quan để làm sao xây dựng cái bản lĩnh chính trị vững vàng, cái ý chí quyết tâm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được cấp trên giao cho. Bản thân cũng đã được đạt được các thành tích cụ thể từ năm 2019 đến năm 2023, thì bản thân cũng đã được chỉ huy các cấp tạo điều kiện khen thưởng. Đặc biệt là năm 2022 và 2023, bản thân đã nhận được danh hiệu chiến sĩ thi đua 2 năm liền. Thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024, lực lượng vũ trang thành phố đã có hàng trăm tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong đó, từ năm 2020 đến 2022, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. Năm 2023,
được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cờ thi đua. Đảng bộ quân sự thành phố từ năm 2021 đến nay đạt tiêu chuẩn đảng bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thành phố ngày càng vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.